Phiên tòa xét xử vụ Alibaba là phiên tòa phá vỡ nhiều kỷ lục nhất từ trước đến nay. Vụ án có hồ sơ hơn 1 triệu bút lục, hơn 5.000 người tham dự phiên tòa, trong đó có hơn 4.500 người là bị hại. Vụ án khiến hàng ngàn gia đình rơi vào cảnh trắng tay, những giọt nước mắt đau thương vì trót tin tưởng vào những lời ngon ngọt khi rót tiền đầu tư. Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện, sinh năm 1985, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Alibaba cùng 22 đồng phạm bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 2.264 tỷ đồng. Sáng 8 tháng 12, 7 xe chuyên dụng chở bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm cảnh sát được huy động bảo vệ phiên xử. Chỉ những người tham gia tố tụng và có quyền nghĩa vụ liên quan được vào phòng xử. Trong phiên tòa này, có 44 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, bị cáo Luyện có 2 luật sư bào chữa. Để phục vụ xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dựng 3 nhà bạc có sức chứa khoảng 2.000 người, lắp màn hình LED để truyền hình trực tiếp phiên tòa trong phòng xử ra ngoài sân để các bị hại theo dõi. Nhiều dự án lắm, mà ngày nay lại xử dự án không đúng với dự án của mình. Chắc chắn là ảnh hưởng thôi, bao nhiêu vốn liếng nó dồn đó thì mất hết rồi. Cả tỷ bây giờ bị tin tưởng lắm mới gọi ra nhé, nhưng mà đâu có ngờ. Trông nó ngoan mà nó mới ra trường thôi, nó cũng rất là ngoan ngoãn. Thế thì chú cũng cứ thế, nó hiền lành, nó ngoan ngoãn thì mình đi theo, thậm chí nó đưa cả ô tô đến nó đón. Ai hay đúng thì do cơ quan pháp luật. Trong số hàng ngàn bị hại, có một người phụ nữ chống nạn đến tòa, đó là bà Phạm Hồng Sen, ngụ tỉnh Đồng Nai, từng làm việc cho công ty Alibaba. Bà Sen vào làm lao công tại Alibaba để tiện theo dõi những dự án. Khi đủ tin tưởng, bà Sen quyết định đầu tư theo hình thức trả góp. Dù đã rất thận trọng trong đầu tư, nhưng bà Sen vẫn nằm trong số hàng ngàn người bị lừa. Công ty ở ngay đầu hẻm nhà tôi, rồi có người sale thì mời tôi mua, nhưng mà tôi không tin tưởng nên là tôi rồi họ mời tôi vào làm quét dọn vệ sinh, thì tôi không biết ớt rác như thế nào nên là tôi vào đấy là tôi làm, rồi là tôi thấy người ta đầu tư thì tôi mới đầu tư, nhưng mà tôi láng tôi làm trong đấy để tôi giữ theo dõi đất của tôi thôi. Tháng 7 năm 2022, bà Sen bị tai nạn giao thông. Cuộc sống bà rơi vào bế tắc khi mỗi tháng phải trả tiền vay nợ hơn 16 triệu đồng. Tôi bị tai nạn giao thông, họ tông vào, rồi họ cũng bỏ chạy mất à, không có đền cho tôi đồng nào. Thì tôi chỉ muốn chết cho xong. Nhưng mà chết thì không trả được nợ cho người ta, lại người đời nó sỉ nhục mình. Tôi ráng sống. Hầu hết các bị hại đều mong nhận lại được tiền đã đầu tư. Trong khi đó, một số bị hại vẫn khăng khăng đất nông nghiệp tại các dự án mà Nguyễn Thái Luyện vẽ ra có thể chuyển đổi quyền sử dụng thành đất thổ cư. Theo công tố viên, trong trường hợp bị hại xác định chỉ nhận đất mà hội đồng xét xử xác định không có đất ở để giao cho bị hại, thì bị hại có thể khởi kiện dân sự ở một vụ án khác để đòi bằng đất ở như mong muốn. Trong phiên xét xử sáng 9 tháng 12, trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thái Luyện khẳng định bản thân không lừa đảo. Tại tòa, bị cáo đọc vanh vách từng trang, từng dòng của cáo trạng khiến nhiều người bất ngờ. Công ty tôi cũng tổ chức mở bán công khai, rồi giải đáp pháp lý và live stream. Sau đó là có đưa đón khách hàng đi tham quan thực tế dự án hàng ngày. Thì cái nội dung này cũng được trong cáo trạng ghi ở lại trang 11, dòng 11 đến 14, trang 41, dòng số 3. Tức là cũng chưa có để ai bị mất tiền. Cái nội dung này cũng được cáo trạng ghi lần lượt ở tại trang số 3 dòng 24 đến 28 và tại trang 79, trang 89 dòng số 44. Và thưa chủ tọa và hội đồng xét xử là cái nguồn vốn để mà tôi kinh doanh là được tích lũy qua nhiều năm. Thì cụ thể là đến ngày 5 tháng 5 năm 2016 tôi thành lập công ty, thì trước đó đã có một khoảng thời gian tôi tích lũy, tôi đi làm, tôi tự doanh và có đầu tư về bất động sản. Cái nội dung mà cáo buộc tôi lừa đảo á, với những cái nội dung tôi vừa trình bày á, là nó bị mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn luôn với chính cái điều mà 174 nói về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của tôi á, đều diễn ra công khai, minh bạch. Cụ thể thì tôi vận dụng luật đất đai 2013, luật kinh doanh bất động sản 2014, luật dân sự 2015 và quy định tách thửa để tôi mua đất, đặt dự án. Tài liệu này cũng được tôi xuất bản thành hàng trăm ngàn cuốn cẩm nang, được tôi đào tạo và chia sẻ cho
nhân viên và khách hàng. Theo cáo trạng, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án ma. Luyện thông qua công ty Alibaba quảng cáo đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng. Sau phần luận tội, sáng 19 tháng 12, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 23 bị cáo vụ Alibaba, trong đó Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh, em trai Luyện, giám đốc công ty Alibaba, Nguyễn Huỳnh Tứ Trinh, nhân viên pháp lý công ty Alibaba, bị đề nghị từ 16 đến 18 năm tù. Các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 13 đến 20 năm tù. Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ bị cáo Luyện và bị cáo Nguyễn Thái Lực, em trai bị cáo Luyện, bị đề nghị cùng mức án 30 năm tù về tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán, bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền. Viện Kiểm sát khẳng định, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba là người chỉ đạo xuyên suốt Công ty Alibaba và các nhân viên trực thuộc từ việc đi mua đất nông nghiệp đến thực hiện thiết kế sơ đồ và quyết định giá cả hàng hóa để bán cho khách hàng, sử dụng tiền của khách hàng. Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng, Luyện là người am hiểu pháp luật hơn các bị cáo khác và có kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản, biết các quy định pháp luật về bất động sản đối với việc phân lô tách thửa và lập dự án. Việc tự lập dự án của công ty Alibaba và tự vẽ tách thửa khi chưa xin phép, chưa được cho phép của cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật. Sau nhiều ngày xét xử, trưa 22 tháng 12, bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được nói lời sau cùng. Là người đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho biết bản thân rất đau lòng khi sự việc xảy ra. Bị cáo Luyện mong hội đồng xét xử xem xét đối với các hợp đồng đã ký với khách hàng, không hình sự hóa với các giao dịch dân sự để Luyện có thể trả tiền giao đất cho khách hàng. Với tài sản công ty đảm bảo để vấn đề về khắc phục, giải quyết, dù cho chủ tọa và hội đồng xét xử có quan điểm như thế nào về vụ án này có tội hay không có tội. Những bị can trong vụ án này họ chỉ là những người vì tin tưởng lập luận của tôi, mong muốn là giúp khách hàng an cư và đầu tư, rồi mong muốn tạo ra công ăn việc làm cho những người khác mà thôi. Nên họ tin tưởng tôi quá mà dẫn tới ngày hôm nay họ cũng chịu trách nhiệm lao lý. Và họ là nạn nhân vừa của cái chuyện hình sự lẫn dân sự. Chỉ mong chủ tọa là xem xét để những cái bị can này có mức án có thể bằng với lại thời gian tạm giam, đủ để cảnh tỉnh, đủ để họ ý thức, đủ để còn kịp để làm lại cuộc đời. Trước vành móng ngựa, bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện cho biết, bị cáo sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, được dạy dỗ trở thành công dân tốt. Bị cáo từng giữ rất nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm đoạt. Nói lời sau cùng, bị cáo Mai khóc nấc và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Lúc con gái bị cáo chào đời, tới giờ vẫn chưa được gặp mặt cha của mình. Chỉ mới vừa đứng ở ngoài hàng rào của tòa để nhìn từ xa thôi ạ. Anh Luyện là chồng của bị cáo, không có thời gian để mà ăn cơm với gia đình, không có thời gian ngủ, không có, chưa bao giờ đi chơi, chưa bao giờ đi du lịch. Lời sau cùng bị cáo chỉ xin hội đồng xét xử xem xét cho anh Nguyễn Thái Luyện là chồng của bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi như Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố, nhưng khẳng định mình bị lệ thuộc và chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, vô tình giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tất cả các bị cáo đều mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình. Phiên tòa sẽ bắt đầu tuyên án vào 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 và được truyền hình trực tiếp trên cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam.